Nhật Minh, Phương Hà, Nguyệt Ánh, Quốc Phong, Vũ Đoàn, mở cam. Những ai đã nghĩ ra cách làm bài này giơ tay. Nhật Minh và Nguyệt Ánh chưa mở cam con ơi. Nhật Minh và Nguyệt Ánh chưa mở cam. Nguyệt Ánh chưa mở cam. Tất cả những bạn nào chưa mở cam thì mở cam trở lại đi. Những bạn nào chăm chỉ mở cam thầy sẽ thầy cuối năm thầy sẽ có quà cho những bạn đấy nhé. Ai nghĩ ra cách làm bài này rồi giơ tay cho thầy xem nào. Rồi rất tốt Anna. Con luôn là một học sinh mà thầy nghĩ là có cái tư duy rất nhanh đấy. Rất tốt thầy khen con. Cả lớp này cho bạn Anna chẳng vào tay. Rồi rồi rất tốt thầy mời Anna nào. Là ở đây khi lúc mà cái phân số này nó lặp đi lặp lại thầy là khi lúc một cộng hai thì cho đến phân số thứ hai thì nó sẽ lại lặp lặp lại thì con là đến cái số lặp lại rồi lại nhân cái số đấy là có nghĩa là ví dụ hai thì lặp lại hai lần thì sẽ là hai nhân hai, còn ba lặp lại 5 lần chẳng hạn thì nó sẽ nhân với 5. Đấy, theo phép còn là thế. Không bé ơi, đây là dấu cộng mà, có phải dấu nhân đâu. Cộng nè, có phải nhân đâu, mà nó ở mẫu số cơ mà, đúng không? Cà rô đi học chưa? Cà rô vào học chưa? Cà rô nào. Con vào học rồi nhưng con đang nghĩ cách thầy ơi. Minh Quân. Thế bây giờ thầy hỏi luôn này, Thanh Phong con thấy bài này quen không? Không quen đúng không? Chính xác là không quen. Đâu có quen đâu, đúng không? Dạng bài này chúng ta chưa hề học. Nhưng mà đây tức là về hình thức nhá thì nó chúng ta chưa học. Nhưng mà về nội dung ấy thì đây chính là bài toán gì? Đây chính là bài toán ra Việt đấy, chính là bài toán ra Việt đấy. Các con để ý cho thầy nhá. Bây giờ thầy sẽ phân tích cho các con thế này này, để các con dễ hiểu này. Chúng ta có 1 cộng 2 được tính như thế nào? Tổng của dãy số tự nhiên, được chưa? Bây giờ thầy cho cung cấp cho các con công thức nhá. Công thức tính tổng của dãy số tự nhiên 1 cộng 2 cộng 3 cộng vân vân cộng đến n sẽ được tính như thế nào? Chúng ta thấy rằng tổng của n số tự nhiên đúng không nhỉ, được tính tổng của dãy số cách đều được tính như thế nào? Cuối là n cộng đầu là 1 nhân số số hạng ở đây là n và chia cho 2, đúng chưa? Tổng của dãy số cách đều sẽ được tính bằng cuối cộng đầu nhân số số hạng chia 2. Hay chúng ta viết thế này để cho dễ nhìn này. 1 cộng 2 cộng 3 cộng vân vân cộng đến n sẽ được viết bằng n nhân với n cộng 1 và đem chia cho 2. Như vậy 1 cộng 2 sẽ bằng 2 nhân 3 và chia cho 2. Cứ lấy số cuối cùng nhân với số liền sau của nó và chia cho 2 là ra 1 cộng 2 cộng 3 thì sẽ bằng 3 nhân 4 chia 2. Kiểm tra lại xem có đúng không.
1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 sẽ bằng 4 nhân 5 chia cho 2. 1 cộng 2 cộng vân vân cộng đến 10 sẽ bằng 10 nhân 11 và chia cho 2. Tức là đầu cộng cuối, cuối cộng đầu nhân số số hạng và chia cho 2 theo đúng công thức mà chúng ta đã học. Về dãy số gì? Về dãy số cách đều. Đúng chưa? Đúng chưa? Do you understand? Do you understand? If you stand, thả steam trên màn hình. Đúng thì thả tim, sai cái. Đúng thả tim, sai cái. Rồi, ok, như vậy chúng ta thả tim rồi nhá. Thế thì ở cái công thức này chúng ta sẽ có này. Chúng ta sẽ có này. Khi mà chúng ta thấy là ở mẫu số nó xuất hiện tổng của các số tự nhiên thì các con dễ dàng chuyển cái tổng đấy thành tích. Được chưa? Chuyển cái tổng đấy bằng thành tích. 1 cộng 2 bằng 2 nhân 3 và chia cho 2. 1 cộng 2 cộng 3 sẽ bằng 3 nhân với số liền sau của nó là 4 và chia cho 2. 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 thì sẽ bằng 4 nhân với số liền sau của nó là 5 và chia cho 2. Nhớ chưa? Nhớ rồi nhá. Bây giờ thầy sẽ biến đổi cái biểu thức đầu tiên. Thầy sẽ biến đổi này. 1 phần 1 nhân 2 sẽ chính là bằng 1 chia cho 1 nhân 1 cộng 2, xin lỗi con. 1 chia cho 1 cộng 2. Anna biến đổi cho thầy cái 1 cộng 2 nào. Sẽ bằng bằng bao nhiêu nhân bao nhiêu nào? Thầy là bằng 1 cộng 2 sẽ là bằng 1 chia cho này 2 nhân mấy? Nhân với 3. 3 và chia cho mấy? 2 ạ. Chia cho 2. Nhân với một phân số chính là chia cho một phân số chính là nhân với phân số đảo ngược của nó. Đúng chưa? Thầy mời Thái Linh cho thầy biết. Vậy thì 1 chia cho 2 nhân 3 thì sẽ bằng 1 nhân bao nhiêu? 1 chia cho 2 nhân 3 phần 2. 1 nhân 2 2 phần 2 nhân 3 và sẽ bằng bao nhiêu? 2 phần 2 nhân 3. Được chưa? Được chưa? Thái Linh hiểu chỗ này chưa? Rồi ạ. Hiểu rồi nhá. Thế thì từ đây chúng ta sẽ biến đổi này. Từ đây chúng ta sẽ biến đổi này. A sẽ bằng gì? 1 cộng 2 tôi biến đổi thành, chờ chờ tí để thầy xem trình bày thế nào nhé. Đây các con sẽ trình bày như thế này cho thầy. Thêm một bước này bằng 1 này phần tổng của dãy số cách đều sẽ được biến đổi thành 2 nhân với số liền sau của nó và chia cho 2. Con ghi là 2 nhân 3 và chia cho 2. Được chưa? Tiếp tục thanh phong. 1 phần 1 cộng 2 cộng 3 thì sẽ bằng 3 nhân mấy nào? Cảm ơn thầy ạ. Thầy này sẽ bằng 3 nhân 2. 3 nhân số liền sau của nó và chia cho. Tiếp tục thầy mời Ngọc Danh. 1 phần 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 sẽ bằng gì? Con thưa thầy là 1 phần mẫu ngoặc 4 nhân 5 đóng ngoặc chia cho 2 ạ. Cộng vân vân. Vân vân. Thầy mời bạn Hà Ninh. Cuối cùng sẽ bằng 1 phần bao nhiêu? Hà Linh. Mic của con thì không nghe thấy rồi. Minh Quân. Em là bằng 10 nhân 11. 10 nhân 11 và chia cho
Chia 2 ạ. Chia cho 2. Như vậy ở đây thầy chỉ biến đổi phần mẫu số thôi. Thầy biến đổi như thế nào? Thầy dựa vào công thức tính tổng của dãy số cách đều. Tổng của dãy số cách đều sẽ được tính bằng cuối cộng đầu nhân số số hạng chia cho 2. Ở đây số số hạng chính là số các số trong dãy, đúng không nhỉ? 10, 1 cộng đến 10 thì đây là có 10 số. Chúng ta lấy 10 nhân với 10 cộng 1 tức là 10 nhân với 11 và đem chia cho 2. Được chưa? Từ nay chúng ta khi mà thấy tổng của dãy số tự nhiên nhá, thì các con nhớ cho thầy 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng đến n thì sẽ bằng n nhân với n trừ 1. À, nhân với n cộng 1 và chia cho 2. Tức là 2 nhân 3 và đóng bằng ngoặc chia cho 2. Các con nhớ cho thầy công thức này nhá. Bây giờ biến đổi tiếp này. Sau khi chia cho 1, chúng ta sẽ có 1 chia cho 2 nhân 3 phần 2 thì sẽ bằng 1 nhân với 2 phần 2 nhân 3. Đúng chưa? Và lúc này nó sẽ bằng 2 phần 2 nhân 3. Tức là mình sẽ đẩy cái này này, đẩy cái số 2 lên tử số, đúng không? Chia cho một phân số chính là nhân với phân số đảo ngược của nó. Như vậy thằng 2 sẽ được hất lên tử số. Còn 2 nhân 3 thì vẫn ở mẫu số. Con hiểu chỗ này không? Nguyên Hạnh nào biết tiếp tục biến đổi cho thầy nào? Em thưa thầy, A bằng 1 phần, à 2 phần, 2 phần 2 nhân 3 cộng 2 phần 3 nhân 4 cộng 2 phần 4 nhân 5 cộng chấm chấm cộng 2 phần 10 nhân 11 ạ. Tới đây là thầy quen chưa? Thầy cơ quơ em quen chưa? Tới đây thầy quen chưa? Quá quen rồi đúng không? Đây chính là dạng toán giáp biệt. Nhưng mà các con xem đây là giáp biệt cơ bản hay giáp biệt nâng cao nhá. 2, 3 trừ 2 bằng 1. Ở đây mẫu tử số lại là 2. 4 trừ 3 bằng 1. 5 trừ 4 bằng 1. 11 trừ 10 bằng 1. Như vậy tử số đây là tử số chưa mong muốn, đúng không? Chúng ta sẽ biến đổi nó về tử số mong muốn, sau đó chúng ta biến đổi tiếp. Thầy mời Quốc Phong nào. Sẽ biến đổi. À, con muốn tử số là mấy? Quốc Phong. Con muốn tử số là mấy? 1 phần 2 nhân 3. Đúng rồi, bạn ý muốn tử số là 1. Để 3 trừ 2 thì bằng 1. Mẫu 2 trừ mẫu 1 bằng tử số thì nó mới là dạng toán giáp biệt, được chưa? Vì vậy đầu tiên bạn sẽ lấy tử số là 1. A bằng 1 phần 2 nhân 3 cộng 1 phần 3 nhân 4. Cộng 1 phần 4 nhân 5. Cộng 2 chấm. Cộng 2 phần 10 nhân 11. 1 chứ con. 1 phần 10 nhân 11. Nhưng đây là tử số đang là 1. Mà tử số ban đầu chúng ta là mấy? 2. Vì vậy con phải nhân với mấy để trở về bài toán ban đầu? Con nhân mấy? 2 ạ. Đúng rồi, nhân với 2 để nó trở thành bài toán ban đầu. Đây chính là bài toán giáp biệt. Mẫu 2 trừ mẫu 1 bằng tử. Các con nhìn thấy ở đây thì chúng ta thấy rằng ở bài toán này này, chúng ta nhìn thấy này, ở đây là mẫu 2 này, ở đây là mẫu 1 này. Chúng ta lấy mẫu 2 và chúng ta trừ đi mẫu 1 thì sẽ ra là tư số, đúng không? Đây, 3 trừ 2 bằng 1, 4 trừ 3 bằng 1, 5 trừ 4 bằng 1. Khi mà mẫu 2 mà đem trừ đi cái mẫu 1 ấy, mà nó bằng tư số ấy, thì nó chính là dạng toán giáp biệt, đúng không nhỉ? Đau mồm thế. Giảng theo kiểu người nước ngoài mà đau miệng quá. Nào Quốc Phong đâu, biến đổi ra đây này. Khi mà mẫu 2 trừ mẫu 1 mà bằng tử số ấy, thì phân số đó sẽ được phân tích thành hiệu, đúng không? 1 phần mẫu 1 trừ 1 phần mẫu 2. Thầy mời Thanh Phong. À, Nam Phong xin gái.
Thế là bằng mở ngoặc 1 phần 2 trừ 1 phần 3 cộng 1 phần 3 trừ 1 phần 4 cộng 1 phần 4 trừ 1 phần 5 cộng 1 phần 4 trừ đi 1 phần 5 cộng vân vân cộng 1 phần 10 trừ 1 phần 11 đóng ngoặc nhân 12. Đúng chưa? Gạch bỏ cho thầy các số giống nhau. Phương con nhà bà Hà. Phương Hà. Gạch bỏ cho thầy các số giống nhau mà trừ cho nhau bằng không. Phương Hà đâu rồi? Thầy ạ. Ừ, trừ đi. Số nào triệt tiêu cho nhau nhỉ? 1 phần 3, 1 phần 3, 1 phần 4, 1 phần 4, 1 phần 5, 1 phần 10. Tức là chúng ta hiểu đơn giản, tất cả các số ở giữa sẽ bị triệt tiêu. Đúng chưa? Lucy Nguyễn Ánh bằng gì? Con thưa thầy bằng 1 phần 2 trừ cho 1 phần 11 của ngọn đóng ngọn nhân cho 2. Chốt cho thầy kết quả cuối cùng. Cả lớp chốt vào nhóm Zalo. Zalo. Chốt đi các con ơi. Con chơi rất là mẹ. Bốn chín phần 50 á, 18/22, 20/11. Ơ, hôm nay có phải 20/11 đâu mà con chốt là 20/11. Con định tặng quà gì cho thầy à mà chốt 20/11 thế? Bạn nào chắc bạn nào bạn định tặng quà cho thầy sao bạn chốt 20/11 các con ạ? Nhớ nếu mà các con có nhã ý muốn tặng quà cho thầy thì thầy gợi ý cho các con này. Thầy rất thích ăn bánh pizza nhân hải sản. Nếu mà các con lên Tham City các con mua cho thầy một cái thì nhớ tặng cho thầy một cái bánh pizza nhân hải sản nhé. Thầy rất thích cái món đấy luôn. Nhá. Rồi chốt đi. 18/11, 18/22. Em chốt là 18/22 à? Thầy mời Thái Linh chốt. Con thưa thầy là 18/22 ạ. Thái Linh chốt là 18/22 cả lớp nha. Các con cẩn thận với đáp án này nha thầy. Thầy mời bạn nè. Em chốt thêm 18/22 rồi. Minh Quân cũng 18/22. Cũng 18/22. Chắc chắn không? Nhất rồi. Các con đã bổ câu chưa? Mà chốt chắc chắn thế. Em bổ rồi, em bổ 5 quả. Bổ 5 quả câu rồi. Và chắc chắn đáp án này đúng. Minh Quân, con chắc chắn không? Em chắc chắn. Chắc chắn thầy đang chờ đáp án của các bạn trong nhóm Zalo. Thầy xem 18/22 có nhiều bạn chốt hay không? Nhưng mà thầy nghĩ 18/22 sai đấy các con ạ. Côi gà. Côi gà nó chốt là bao nhiêu? Chắc không? Để em chốt là 9/11. 9/11. Vũ Huy chốt bao nhiêu? Ai chắc chắn là 18/22 hoặc 9/11, các con comment rõ cho thầy trong nhóm Zalo là đáp án đấy uy tín. Ví dụ chúng ta chốt là 18/22 uy tín vào đấy, thầy xem bạn nào uy tín thầy mới nghe theo bạn đấy. Thêm chữ uy tín lên cho thầy. 9/11 uy tín. Bạn này 9/11 uy tín chất lượng nữa cơ. Uy tín 9/11. 9/11 uy tín. Uy tín 9/11, 18/22. Rồi ok, chúng ta sẽ đem chia nhá. May anh chia cho thầy nào.
1 phần 2, bây giờ mình quy đầu này, nó sẽ bằng 11 phần 22 trừ đi 2 phần 22. 11 trừ 2 là bằng 9 phần 22, đúng không? Mai Anh, đúng không? Vâng. Con đem chia cho mấy? À, nhân 2 chứ, đúng không? Vâng. Nhân 2 thì nó sẽ bằng bao nhiêu? Nhân trực tiếp vào tử số đi. 9 nhân 2 bằng bao nhiêu? 9 nhân 2 bằng 18 á. 18 phần bao nhiêu? Phần 22. Xong. Được chưa? Những bạn nào có kết quả đúng là 18 phần 22, con có thể rút gọn tiếp cho 2 bằng 9 phần 11. Như vậy những bạn nào có kết quả 9 phần 11 cũng là đáp án đúng. Và nếu 18 phần 22 thì cũng là đáp án hoàn toàn chính xác. Những bạn nào có đáp án đúng giống như trên bảng của thầy, có thể 9 phần 11 cũng được, 18 phần 22 cũng được, không sao cả, thì thả tim trên màn hình xem được bao nhiêu phần trăm, xem được bao nhiêu phần trăm các bạn đúng. Wow, số lượng tim very đông luôn. Chúng ta dê với nhau nào. 1, 2, yeah. Rồi, ok. Để củng cố thêm đạo bài tập này, thầy sẽ cho các bạn một bài tập hoàn toàn tương tự này. Nó chỉ thay đổi một tí thôi, thầy chỉ thay đổi đúng số cuối cùng thôi. Ở đây thầy cho cộng 1, cộng 2, cộng vân vân, cộng đến 100. Rồi, bắt đầu làm. Nó chỉ thay đổi một tí ti thế thôi. Đừng nhìn số to mà sợ nhá, bình thường thôi, không có gì cả. Đừng nhìn số to mà sợ, không có gì phải hoảng sợ cả. Chúng ta là những chiến binh mà chúng ta không có gì phải hoảng sợ trước một bài tập tầm thường như thế này, đúng không? Không có gì đáng lo cả. Chúng ta cứ ôn chậm rãi từng bước một. Cái mà thầy mong muốn ấy, cái mà thầy mong muốn là sau buổi học chúng ta nhìn thấy dạng bài tập này, chúng ta phải cười. Cười vì sao? Vì chúng ta thấy rằng chúng ta có thể giải quyết được nó. Chứ không phải là sau buổi học xong chúng ta nhìn thấy bài này, chúng ta lại bảo ui dồi ôi cái bài này khó lắm, thầy Khải cho khó lắm, không làm được, thế là gay rồi, đúng không? Sau buổi học này nhìn bài tập này phát cười luôn. Úi trời, quá dễ, đúng không? Quá dễ luôn. Bây giờ bước 1, biến đổi mẫu số. Được chưa? Bước 1, biến đổi mẫu số trở thành tích. Từ số thầy giữ nguyên đã. Thầy mời bạn Mạc. Em hỏi đây vẫn là bài 1 rồi thầy. Thôi không phải hỏi đều nhau nhá. Bảo luôn là thầy quên ghi bài 2 này. Thầy ơi, em hỏi vẫn là bài 1 em. Nào mà Thảo Nguyên đâu, biến đổi cho thầy nào. 1 cộng 2 sẽ bằng gì nào? Em thầy bằng 2 nhân 2 nhân mấy? 2 nhân 3. Và chia cho mấy? Chia 2. Chia 2. N nhân N cộng 1 và chia cho 2. Nhớ nhá, 1 cộng 2 cộng 3 cộng vân vân cộng đến N thì bằng số cuối cùng nhân số cuối cùng nhân với số liền sau của nó và chia cho 2. 2 nhân 3 chia 2. Chỗ này ai làm được rồi? Ai làm được một bước này thôi đã? Giơ tay lên cho thầy xem. Một bước này đã. Đúng rồi, thầy khen các con nhé, rất giỏi đấy. Thầy nhìn thấy tay các con rồi. Thầy mời bạn Lê Minh Vũ. 1 cộng 2 cộng 3, con biến đổi cho thầy xem nào.
bằng 1 nhân mấy cộng mấy chia mấy? 1 mở ngoặc 3 nhân 4 đóng ngoặc chia 2. Vũ ơi, bằng mấy? Con nói lại cho thầy nghe rồi. Mở ngoặc 3 nhân 4 đóng ngoặc chia 2. Sai, bạn khác. Thầy mời Anna. Thầy phải là mở ngoặc 3 nhân 4 đóng ngoặc chia 2 ạ. Rồi, rất giỏi. Đấy, thế mới đúng nhé. Đáp án chúng ta là 3, tức là 3. Bây giờ các con học với thầy mà nhân 4 là 4. Chia con không đồng là chia, con đồng là chia. Chia. Đấy, hiểu không? Chia. Chia 2. Đấy. Các con phải hiểu là đẳng cấp của thầy đẳng cấp quốc tế rồi. Nói với nhau cái gì phải bằng tiếng Anh hết. Không có nói bằng tiếng Việt nhé. Thầy mời Vũ Gia Huy nào. Vũ Gia Huy biến đổi ra thầy. Thầy đi nói tiếng Việt với thầy. Ờ thì thỉnh thoảng nói tiếng Việt tí cho vui. Mở ngoặc 4 nhân 5 đóng ngoặc chia 2. Ô Huy ơi, Huy đang học ai đấy? Con học bằng tiếng Anh cho thầy. Mở ngoặc 4 nhân 5 nhân gì? Nhân 5. Nhân 5 đúng không? Và chia cho gì? Chia cho 2 đúng không? Tức là số cuối cùng nhân với số liền sau của nó và chia cho 2, xong. Tiếp tục đến bước thứ 3. Tiếp tục đến bước thứ 3, thầy mời bạn Hà Phương nào. Chấm 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 cộng với 1 phần mấy nào? N là bao nhiêu đây con? Cộng với 100. N là 100 này, nhân với số liền sau của nó là bao nhiêu? 101. Nhân với 101 đóng mở ngoặc chia cho 2. Ai làm đúng bước này rồi là, tức là làm đúng và xong trước thầy nhá, thì những bạn đấy đã xứng đáng nhận được điểm 10 cho sự tập trung rồi. Điểm 10 trong sự tập trung rồi. Bạn nào vừa làm đúng cái bước này giống y xì đúc thầy thả tim trên màn hình. Giống y xì đúc thầy thả tim trên màn hình. Rồi thầy khen tất cả những bạn có trái tim trên màn hình. Quá tuyệt vời luôn. Cái bước này nhá, thầy nói cho các con nghe nhé. 80% học sinh lớp 5 hiện nay của chúng ta không anh chị nào làm được cái bước này. 80%. Không phải là ít đâu. Tiếp tục xong bước thứ nhất. Bước thứ hai thực hiện chia. Thế thôi. 1 chia cho 2 nhân 3 phần 2. Muốn chia một số tự nhiên cho một phân số, ta giữ nguyên số thứ nhất nhân với số thứ hai đảo ngược. Do you understand? Lấy số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược. Từ đây chúng ta nhân 1 nhân 2 bằng 2, viết 2. 2 nhân 3. Xong chưa? Như vậy chúng ta thấy rằng 1 chia cho 2 nhân 3 phần 2 khi chia cho một phân số như thế này, tức là 2 nhân 3 phần 2 thì con hình dung ngay là 2 nhân 3 là tử số nhé, còn 2 là mẫu số nhé. Khi chia cho một mẫu số, chia cho một phân số thì cái mẫu số lại hất lên trở thành tử số, tức là 2 lại được chuyển thành tử số. Còn 2 nhân 3 vẫn giữ nguyên ở dưới là mẫu số, được chưa? Như vậy ở chỗ này chúng ta dễ dàng biến đổi là A sẽ bằng gì? Sẽ bằng tử số là 2 này. Các con comment cho thầy mẫu số là gì? Tất cả lớp comment trong nhóm Zalo cho thầy. Mẫu số sẽ là gì ở đây? Thầy, em chưa mẫu số phải là Zalo. Comment trong nhóm Zalo cho thầy mẫu số sẽ là bao nhiêu? 2 nhân 3. Thầy thấy một bạn đầu tiên comment, thầy khen bạn Yến, khen bạn Tây An,
Bạn Đình Việt sai rồi. Nguyễn Mai đúng. Bùi Trọng Quang đúng. Phạm Liên đúng. Tường Nam đúng. Nhã Nguyên đúng. Các bạn ý đang chọn là 2 x 3. Thầy mời một số bạn học tốt ở lớp. Thầy mời bạn Nhật Minh, con mẫu số sẽ là bao nhiêu con? Nhật Minh. Mở mic. Ô đó số là 2 x 3. À, mẫu số là 2 x 3. Thầy hoàn toàn nhất trí. Được chưa? Như vậy 1 chia 2 x 3 phần 2 thì sẽ bằng 1 sẽ bằng 2 phần 2 x 3. Tiếp tục cộng với gì? Comment cho thầy cả cái phân số thứ hai biến đổi thành gì? Biến đổi cho thầy phân số này bằng gì? Comment trong nhóm Zalo. Comment đi cho nhớ. 1 phần 3 x 4 sai. 1 phần sai, 3 x 4 chắc chắn sai luôn. 3 x 4 sai, thầy có hỏi mẫu số không đâu. Thầy đang bảo cả cái phân số thứ hai con biến đổi thành gì? 2 phần 3 x 4. 2 này sẽ được đẩy lên tử số này. Còn mẫu số thì vẫn giữ nguyên là 3 x 4. Được chưa? Cái này là mẫu số, mẫu của mẫu thì lại đẩy lên thành tử. Như vậy chỗ này sẽ là 2 này. 2 này để lên tử số này. Và dưới mẫu vẫn là 3 x 4. Được chưa? Nói lại cho thầy Thái Linh, nói lại cho thầy phân số này sẽ được biến đổi thành gì? Phân này sẽ biến đổi là 2 phần 3 x 4 ạ. Phương Hà. Chưa ngay lập tức chuyển nó về bài toán gì? Rap Việt, đúng chưa? Bài toán Rap Việt. Ở đây chúng ta thấy 3 trừ 2 bằng 1, 4 trừ 3 bằng 1, 5 trừ 4 bằng 1. Như vậy tôi mong muốn là tử số là 1 cơ. Nhưng tử số đây là 2, là tử số không mong muốn rồi. Tử số này là tử số không mong muốn, đúng chưa? Khôi Gà cho thầy biết con mong muốn tử số là mấy? Khôi Gà nào, con mong muốn tử số là mấy? Là 1 ạ. Vậy thì con viết luôn tử số là 1 đi. 1 phần 2 x 3 cộng gì? 1 phần 3 x 4 ạ. Cộng 1 phần 4 x 5 ạ. Cộng vân vân. 100 nhân 100 lẻ gì? 1. Bây giờ mẫu số đang là 1 mà tôi muốn trở về mẫu số ban đầu là 2. À xin lỗi, toàn bộ tử số đang là 1 mà tôi muốn trở về cái tử số 2, tôi phải nhân tất cả biểu thức này với mấy? 2. Nhân với 2, đúng chưa? Đi thật xa rồi trở về. Được chưa? Biến đổi nó thành biểu thức trong mặt. Ừ, ra đi. Khi mà biểu thức trong lòng chúng ta thấy là 3 trừ 2 bằng 1, mẫu 2 trừ mẫu 1 bằng tử, mẫu 2 trừ mẫu 1 bằng tử, mẫu 2 trừ mẫu 1 bằng tử, đúng đặc điểm nhân dạng của dạng toán Giáp Việt rồi. Thầy mời bạn Minh Quân sẽ thể hiện lại cái ca khúc Giáp Việt cho cả lớp cùng nghe. Ở dưới bài em đọc bài. Mẫu 2 trừ mẫu 1 bằng tử, mẫu 2 trừ mẫu 1 bằng tử, mẫu 2 trừ mẫu 1 bằng tử. Yeah, yeah. Rồi, con đọc rất có hồn luôn. Bây giờ thầy muốn một bạn nữa mạnh mẽ hơn. Nhật Minh đúng không? Nhật Minh không? Con bốc lửa cho thầy cái bài Giáp Việt này đi. Ông thầy em bảo mẫu 2 trừ mẫu 1 bằng tử, mẫu 2 trừ mẫu 1 bằng tử, mẫu 2 trừ mẫu 1 bằng tử. Yeah, yeah, yeah. Rồi, quá bốc lửa. Cháy khét lên.
phải nói là quá đỉnh luôn đúng không? Như vậy chúng ta thấy rằng này, mẫu 2 trừ mẫu 1 bằng tử đúng nhận đặc điểm nhận dạng của dạng toán giáp biệt rồi. Khi đấy thì phân số này sẽ được biến đổi thành 1 phần mẫu 1 trừ đi 1 phần mẫu 2. Khi mà mẫu 2 trừ mẫu 1 bằng tử thì phân số được biến đổi thành 1 phần mẫu 1 trừ đi 1 phần mẫu 2. Được chưa? Khôi vị biến đổi tiếp A sẽ bằng gì? A bằng 1 phần 2. A bằng mẫu 1 phần 2 trừ 1 phần 3 cộng 1 phần 3 trừ 1 phần 1 cộng 1 phần 4 trừ 1 phần 5 cộng vân vân. Thầy mấy con có thù địch gì không? Mà sao con đọc nhanh thế để thầy ghi để gãy tay à? Đọc chậm thôi. Bạn Nam Phong, bạn ấy có lý do bạn mới đọc nhanh thế chứ con có lý do gì đâu. Nào, cộng 1 phần 3 trừ 1 phần mấy? Trừ 1 phần 4 cộng 1 phần 5. Cộng 1 phần 4 trừ 1 phần 5 cộng vân vân. Cộng 1 phần 100 trừ 1 phần 101 đóng ngoặc nhân 2. Được chưa? Triệt tiêu cho thầy các số giống nhau nào. Lê Minh Vũ xinh gái, 1 phần 3 với 1 phần 3, 1 phần 4, 1 phần 4, 1 phần 5 đến 1 phần 100. 1 phần 5 đến 1 phần 5 vân vân. Và 1 phần 100 đến 1 phần 100. Nghĩa là triệt tiêu toàn bộ các số ở giữa. Được chưa? Triệt tiêu toàn bộ các số ở giữa. Thầy mới hạnh hóng hớt. Vậy thì A sẽ bằng gì? A sẽ bằng 1 phần 2 trừ 1 phần 101 đóng mở ngoặc và nhân với 2 à? Thầy biến đổi tiếp nhá. 101 trừ 2 là bằng 99. Phần bao nhiêu? Phần 2. 202. Và đem chia cho 2. Cả lớp comment cho thầy sau khi chia 2 nó sẽ bằng gì? À, chia 2 hay nhân 2 nhỉ? Chia nhân 2 chứ thầy quên mất thầy nhầm. Nhân 2 nhân cho thầy đi. Nhân thì nhân trực tiếp vào tử số thôi. Ngọc nhân cho thầy nào, Ngọc ơi. Ngọc nhân cho thầy nào. Bằng 198 phần 202 ạ. 198 phần 202. Các con có thể rút gọn bằng 99 phần 101. Được chưa? Như vậy đáp án 198 phần 202 cũng đúng. Và 99 phần 201 cũng đúng. Các con ra kết quả nào thì các con comment vào nhóm Zalo cho thầy biết nào. Các con ra kết quả nào trong hai kết quả trên? Comment vào nhóm chat cho thầy nhìn thấy nào. Bạn nào làm đúng một trong hai kết quả trên thả tim trên màn hình. Thôi che cam lại đi. Thầy nhìn thấy Nhật Minh sai này. Thầy nhìn thấy Bảo Ngân sai này. Thầy nhìn thấy một số bạn nữ sai này. Vẫn còn mấy bạn nữ sai này. Các con lấy tay che cam lại. Những bạn nào sai thì thầy sẽ nhìn thấy. Còn bạn nào thầy không nhìn thấy là bạn đấy đúng. Rồi ok. Như vậy lượt bài tập số 2 này thì thầy thấy là các bạn nam đúng nhiều hơn. Các bạn nữ vẫn còn những bạn sai. Còn các bạn nam thì đúng hết rồi. Rồi rất đáng khen đúng không? Rồi chúng ta sang bài tập số 3 nhé.
Các con đã thấy tự tin với dạng bài tập này chưa? Thầy phỏng vấn thử nhé. Lòng danh con nhìn thấy bài tập này con đã thấy tự tin hơn chưa? Dạ rồi ạ. Nếu mà bây giờ gặp một bài tập tương tự con có giải quyết được không? Thưa thầy, chưa biết ạ. Chưa biết. Quốc Phong con tự tin với dạng bài tập này chưa? Rồi ạ. Rồi. Nam Phong con tự tin chưa? Rồi. Nguyễn Ánh con tự tin chưa? Hay là con không biết? Chưa tự tin, làm tiếp một bài nữa. Bài 3. Một cộng hai cộng vân vân cộng đến 19. Đây là bài tập số 3. Bài này sẽ làm sau đó là sẽ gửi toàn bộ đáp án vào nhóm Zalo cho thầy. Thầy sẽ kiểm tra từng mạng một. Các con sẽ làm toàn bộ bài tập này. Thầy yêu cầu làm bài tập số 3, chụp nộp vào nhóm Zalo. Được, riêng Quốc Phong cho chốt. Thanh Phong cho chốt. Bạn nào không chụp được thì chốt đáp án cuối cùng. Ở lớp các con đang học đến phần gì rồi? Nam Phong. Lớp em đang học đến phần so sánh phân số khác mẫu số rồi. Thế thì ok, chúng ta thoải mái thời gian để học. Thầy chưa thấy bạn nào chụp gửi cho thầy cả. Thái Linh cũng chưa luôn.
biến đổi mẫu số. Bước 2, lật ngược mẫu số lên thành tử số, được chưa? Lật cái số 2 lên tử số. Chưa có bạn nào gửi đáp án cho thầy cả. À này, thầy quyết tâm chờ đáp án của các con. Vì thầy giảng cho các con 2 bài rồi, đây là bài thứ 3, bài thực hành rồi. Diễm ơi con làm đi. Ngọc Diễm làm đi. Cầm bút lên. Em vừa giải đánh chốt. Chốt đi Thanh Phong. Em vừa giải đánh chốt bằng 9 phần 10 rồi. 9 phần 10, chưa bạn nào gửi cho thầy bài làm cả. Thầy cho em chốt là 9 phần 10. Bạn nào gửi được hình thì phải gửi hình, không chốt riêng bạn Phong gửi chốt. Bạn mình không có máy chụp đâu, còn Khuê phải chụp bài làm gửi cho thầy. Thầy mẹ là em mới đi công việc nên mẹ em mới đi chợ thì em đi học nên là không có máy. Chốt bao nhiêu? Dạ thầy là 10 phần 2 ạ. 10 phần 2 tức là 5 à? Bạn nào không chụp được thì chốt cho thầy. Trừ những bạn không chụp được thì mới chốt nhé. Rồi bạn Nguyệt Ánh rồi thầy xem à. Không có một chỗ nào sai cả. Đây là bài làm của bạn Nguyệt Ánh. Ánh Nguyệt. Một bạn đầu tiên đã đúng. Thả cho một trái tim người Ánh này. Ô thầy, em quay xe lại là bằng 9 phần 10 thì đúng là em đi sai một chỗ thầy. Ok, thả tim Hạ Vi này. Nhưng mà nào thấy các bạn gửi bài nào mà chúng ta thấy kết quả đúng các con thả tim nhá. Thả tim cho các bạn ý có động lực để làm nhanh. Bạn Hồng Thắm bạn sai nữa rồi con ơi. Thiếu không phải sai mà thiếu. Thiếu đấy. Hồng Thắm đấy. Em chốt 9 phần 10, thưa thầy hãy xấu trai nhất thế giới. 8 phần 40. À? 16 phần 40 à? 4 phần 10 à? 4 phần 10 như sai. Phần kia của con đúng rồi nhưng mà phần này tại sao sai nhỉ? Mười tám phần 40 con nhá. Bạn gì nhở? Bạn Thu Hiền ấy. 20 trừ 2 phải bằng 18, đâu phải bằng 8. Bạn Phương Thanh cũng vậy. Trừ kiểu gì mà ra 8? Dấu 9 phần 10 em xài máy tính ok con. Thầy thấy có những bạn trình bày chữ rất đẹp luôn. Wow, tuyệt vời ông mặt trời luôn. Rồi Vũ Huy 9 phần 10 này. Thầy khen như Nguyệt Ánh và Vũ Huy là hai bạn đầu tiên xong của lớp Zoom.
trên cả Anna, xong trước cả Anna luôn, xong trước cả Thái Linh luôn, xong trước cả Phước Phong luôn, à Thanh Phong luôn. Rồi mỗi bạn biến đổi một bước nhá, tới đây, tới bài này rồi mỗi bạn phải biến đổi nguyên một bước cho thầy. Không phải làm từng ý nữa mà biến đổi nguyên một bước cho thầy, được chưa? Thầy mời Chí Dũng nào, biến đổi cho thầy bước đầu tiên. Chuyển cái này thành tích cho thầy. A bằng N phần A bằng 1 phần mở ngoặc hai nhân 3 đóng ngoặc chia 2. Xong bước thứ nhất, cộng 1 phần 3 nhân 4 đóng mở ngoặc chia 2 cộng 1 phần 4 x 5 đóng mở ngoặc chia 2 cộng chấm 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 cộng 1 phần 19 x 20 đóng mở ngoặc chia 2. Xong, rất tốt, thầy khen Chí Dũng. Thầy khen Chí Dũng. Thầy mời Minh Khuê bước thứ 2. Bước thứ hai chúng ta chỉ việc hất cái số 2 lên tử số, còn mẫu số dư nguyên là 2 nhân 3, được chưa? Số 2 hất lên tử số và dư nguyên mẫu số là 2 nhân 3. Chúng ta sẽ có bằng 2 phần 2 nhân 3 cộng 2 phần 3 4 cộng 2 phần 4 nhân 5 cộng chấm 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 cộng 2 phần 19 nhân 20 ạ. Đã nghe thế. Thầy ơi, em có thủ án với thầy mà thầy quên rồi hả thầy? Thiệt hả? Lúc nào nhỉ? Có thầy. À, cái vụ chốt sai chứ gì? Vâng ơi. Cái vụ chốt sai chứ gì? Minh Vân ơi, biến đổi tiếp cho thầy nào. Ở đây sang làm đó ra biệt rồi đúng không? Mình vừa lại đọc lại cho thầy bài giao viện thì thầy rất thích nghe mình vừa đọc luôn. Nào, con đọc cho thầy đi. Em sẽ thầy đọc bài. Mẫu 2 số 1 bằng tử. Mẫu 2 số 1 bằng tử. Mẫu 2 số 1 bằng tử. Yeah, yeah. Ở đây con thấy là mẫu 2 trừ mẫu 1 nó đã bằng tử chưa? Chưa. Chưa. 3 trừ 2 chưa bằng 1. 4 trừ 3 chưa bằng 1. 5 trừ 4 chưa bằng 1. Như vậy tử số đây là tử số không mong muốn. Tôi sẽ biến đổi để nó về tử số mong muốn. Minh Quân, con mong muốn tử số là mấy? Em mong muốn tử số là 1 ạ. Đúng rồi, con biến đổi cho thầy đi. Em là mở ngoặc 1 phần 2 nhân 3 cộng 1 phần 3 nhân 4 cộng 1 phần 4 nhân 5 cộng chấm chấm cộng 1 phần 19 nhân 20 đóng ngoặc nhân 2 ạ. Khi mà tử số đang toàn bộ là 1, tôi muốn trở về bài toán ban đầu thì tôi phải nhân với mấy ạ? Nhân toàn bộ biểu thức này với 2 để đưa bài toán về bài toán ban. Ban ra nhập vào đầu. Gãy rồi. Ý đó. Mẹ biết cái mới cả thầy. Mẹ biết rồi, mất tiền rồi. Thầy mời Ngọc Danh làm biến đổi tiếp cho thầy. Ở đây chúng ta đã về tử số mong muốn rồi. Ráp việt 3 trừ 2 bằng 1. Khi đó phân số sẽ được biến đổi thành 1 phần mẫu 1 trừ 1 phần mẫu 2. Ngọc Danh nhớ chưa? Ngọc Danh biến đổi đi, chờ thầy viết hết à? Dạ, mẫu là 1 phần 2 trừ 1 phần 3 cộng 1 phần 3 trừ 1 phần 4 cộng 1 phần 4 trừ 1 phần 5 à, cộng 1 phần 5 à, cộng vân vân cộng tới 1 phần 19 trừ đi 1 phần 20 đóng ngoặc chia 2. Sai, nhân 2. Bị lừa. Không phải lừa mà thầy nhầm. Thầy mời Vũ Huy nào gạch bỏ cho thầy các số giống nhau mà trừ cho nhau thì nó triệt tiêu luôn. Nào. Em là 1 phần 3
3, 1 phần 4, 1 phần 5. Ôi dừng, chỗ này cộng 1 phần... Cộng 1 phần 4 trừ 1 phần 5 nhá, dấu cộng nhá. Tiếp tục đi. 1 phần 4, 1 phần 5, 1 phần 9. Hết, tất cả những số ở giữa sẽ bị gạch bỏ. Chỉ còn lại số đầu tiên và số cuối cùng. Thầy mấy văn đoàn nào, văn đoàn nói được chưa? Văn đoàn nói được chưa con? Bật mic được chưa? Bật mic được chưa đoàn ơi? Mai Anh biến đổi tiếp cho thầy nói. Mai Anh A à, bằng gì? Dạ con. Dạ con thưa thầy là bằng mở ngoặc 1 phần 2 trừ 1 phần 20 đóng ngoặc nhân 2 ạ. Bằng 18 phần 40 nhân 2. Tức là con nhân chéo đúng không? Bài này chúng ta có thể nhân chéo hoặc chúng ta có thể tìm mẫu số chung. Nhỏ nhất chính là 20 vì 20 chia cho 2 rồi. Nên con chọn mẫu số chung là 20 luôn cũng được nhá. Thì ở đây thầy chọn mẫu số chung là 20. Như vậy thằng này chúng ta biến đổi thành 10 phần 20 này, nhân cả tử và mẫu số với 10 này. 10 phần 20 trừ 1 phần 20 là ra 9 phần 20. 9 phần 20 nhân 2 bằng bao nhiêu? Nhân và trực tiếp vào tử số luôn. 9 nhân 2 bằng 10 mấy? 18 phần 20 rút gọn bằng 9 phần 10. Được chưa? Những bạn nào làm đúng bài tập này và hoàn thành xong trước thầy nhé. Xong trước thầy thì mới được thả tim trên màn hình. Thả tim trên màn hình cho thầy. Những bạn nào làm đúng xong trước thầy. Wow, số lượng rất là đông luôn. Chúng ta bắt tay với nhau cái. Bắt tay như những người đàn ông. Rồi. Yeah. Ok thầy, em thắc mắc một hồi. Ở đây cũng có những người người con gái mà sao mà chỉ bắt những người đàn ông thôi. Thầy thật có em con gái hay đàn ông mà. Thế thầy hỏi thật, Minh Khuê là đàn ông hay là con gái? Em là con gái. À thế à? Thế thầy cứ tưởng Minh Khuê đàn ông, thế là thầy bắt tay với đàn ông, thế mới đều như nhỉ? Nào bây giờ dạng bài tập này các con hiểu chưa? Dạng này hiểu chưa? Bây giờ ai hiểu rồi giơ tay vuông vức cho thầy, mở cam lên giơ tay vuông vức. Rồi ok, nếu gặp bài này bây giờ chúng ta đã chiến được chưa? Đã tiêu diệt được nó chưa? Quá dễ đúng không? Quá đơn giản luôn. Đấy, học xong tiết học là phải như thế. Xong cái chúng ta làm được ngay nhá. Nhìn cái làm được luôn, bắt tay chiến được luôn. Thế thì mới là học. Sang bài tập số 4. Xem các con có biết dạng bài này không nhá. Tuy lạ mà quen đấy. Tuy lạ mà quen, trông nó rất lạ đúng không? Nhưng cuối cùng lại là một bài toán quen thuộc. Đấy. Bây giờ các con tính cái này nhá. A bằng. Thầy, nhưng mà em biết là nó quen thuộc rồi. Nhưng mà bao giờ thầy cho cái bài tìm kiếm của thầy? Thầy đúng không? Buổi sau đi. Thật không thầy? Thật. Thế thầy nói thật nhá. Nhưng mà buổi nào thầy chả thất hứa. Rồi thầy buổi sau đi. Rồi thầy mãi cái buổi sau nữa thầy vẫn không làm. Thôi đừng có nói đi. Buổi sau hứa luôn. Chơi chưa? À buổi sau học tiếng Việt rồi, buổi sau nữa nhá. Nếu như mà buổi sau nữa thầy bảo không, thầy bảo không làm bài tìm vua thì thầy tính với sao bọn em đợi. Rồi mất mỗi bạn một hộp trà sữa luôn. Chơi chưa? Ai chơi? Ai chơi thả tim? Trà sữa này, trà sữa bằng mồm này ơi, chứ không phải là trà sữa thật. Trà sữa thật luôn. Trà sữa thật luôn. Buổi sau mà không dạy, không cho bài gì nhỉ? Bài tìm vua, mất mỗi bạn hộp trà sữa luôn. Ai chơi với thầy thả tim trên màn hình? Thầy mua một cốc trà sữa cho riêng thầy, thầy dơ lên, sau đó là cả lớp uống rồi đúng không? Không.
ship đến tận nhà các con đổ địa chỉ cho thầy để gửi đến tận nhà luôn. Chơi chưa? Không biết trà sữa uống hay là trà sữa trộn với thầy ạ? Trà sữa uống thật sự luôn, được chưa? Và các con nhớ là phải gọi cả họ vào follow subscribe kênh YouTube của thầy nhé. Thầy sắp được nút vàng. Thầy chỉ còn là 300 người nữa thầy được nút vàng đấy. Các con gọi cả họ vào follow cho thầy. Mấy hôm tới là thầy sẽ có một buổi thầy thức đêm luôn. Thầy sẽ sang cái thời điểm đó nảy lên từ 99.999 lên 100.000 người. Lúc đấy thầy sẽ thức đêm để quay video xong đó thầy rồi thầy livestream về này luôn. Thế mà hôm đấy bạn nào muốn thức đêm với thầy thì thầy sẽ nhắn vào trong nhóm nhá, cả nhóm Zoom cộng và nhóm Zoom VIP nhá. Thầy sẽ nhắn là bây giờ thầy đang livestream để chờ đón nút bạc. Bạn nào muốn thức cùng thầy thì lên comment trên Facebook đấy, kiểu đấy. Chưa? Rồi bây giờ các con thầy có cảm giác là một người cứ ấn đăng ký rồi nghỉ đăng ký không thầy? Cái gì? Thầy cứ làm như thế. Nếu như một người cứ ấn đăng ký rồi lại nghỉ đăng ký rồi lại ấn đăng ký thì thầy có cay không thầy? Tôi đang nghi ngờ là cậu sẽ làm việc đấy. Tôi đang nghi ngờ là cậu sẽ có âm mưu cậu làm việc đấy để cho thầy hồi hộp. Đúng chưa? Đúng nhận sai cãi. Thầy ơi, thầy không có lộp à? Có. Em sẽ subscribe kênh của thầy. Subscribe chưa? Dạ em chưa, tí nữa thầy ạ. Nhớ subscribe nhá. Vâng. Mà thầy ơi, kênh YouTube của thầy tên gì mà em quên mất tiêu rồi. Thầy Khải đẹp trai. Con cứ gõ đầy đủ cụm từ nhé. Thầy Khải rất đẹp trai thì nó sẽ hiện lên. Không tin thầy tra cho các con xem nhé. Nhìn này, thầy Khải này rất này đẹp này trai này. Đây con nhìn nhá, đây đúng đúng thầy đang tra theo nhá, bắt đầu tra nhá, tìm. Wow, ai đây nhỉ? Gì giờ đấy, gì giờ, ai đây được chưa? Thầy bảo rồi các con không nghe tí gì đấy, thấy chưa? YouTube không bao giờ ra, chỉ có thầy Khải đẹp trai mới ra thôi. Ra rồi. Không thể ra được nhé. Ra rồi, thầy không có mặt thầy luôn. Thầy đúng, thầy xem nhá. Nào, các con thấy Khải này có quen không? Có quen không? Có quen không? Ai thấy quen thì thả tim. Không ai thả tim. Ai thấy lạ hoặc hoàng hoặc thì thả tim. Trời ơi, người lạ đúng không? Người lạ ơi. Đúng. Kiểu như người lạ ơi xin giúp tôi mượn bờ vai. Có phải bài đấy không? Không phải đúng không? Đây là người quen các con ạ. Không phải người lạ. No. Không phải người lạ, người quen. Các con nhìn kỹ xem nào. Đây ví dụ nhá. Ví dụ hôm nay các con đi đến, các con đến Royal City chơi thì bỗng nhiên các con thấy một người rất là đẹp trai, mặc cái áo nó có cái viền trắng trắng ở tay, các con nhìn rất là quen rồi mà các con không nhận ra đấy là thầy Khải đẹp trai đấy. Thầy Khải xấu trai thầy ạ. Thế thì không biết đấy thầy Khải nào thầy ạ, chứ chắc chắn không phải thầy rồi. Thế thì thầy ạ, nhiều Khải lắm thầy, đâu có phải là Lê Quang Khải đâu. Thôi đừng có nói đi. Bây giờ cái bước làm là thế nào? Chúng ta phải nhìn thật kỹ đấy. Mình nhìn thật kỹ xem là có đặc điểm gì của thầy mà các con lại thấy thầy đẹp trai thì béo thầy ạ. Trời béo mà con cũng nói được. Đẹp trai phải phải là cái da trắng hồng hào rồi béo cũng cho là đẹp trai. Mất ra đi đêm năm năm mới thầy ạ. Trời nào bây giờ thầy mới gọi mùi xong mới thầy. Thầy mời Anna cho thầy biết bài này có quen không. Dạ
Dạ em thấy cũng hơi quen quen với thầy. Cái Linh thấy bài này có quen không? Thầy ơi, con tính ra được hết cái biến đổi luôn rồi này ạ. Thế con nói cho thầy nó quen ở chỗ nào? Con như thầy là nó cũng có một cái mắt xích chung thầy. Đâu mắt xích chung, con biến đổi mắt xích hộ thầy ấy rồi. Nào. Một cái phép tính thứ nhất là 1 phần 1 nhân 1 cộng 1 phần 1 nhân 3 cộng 1 phần 3 nhân 2 cộng 1 phần 2 nhân 5 đúng không thầy? No, thế thì hỏng có ra được, trừ nó hỏng có ra. Cái khoảng cách giữa mẫu số thứ nhất và mẫu số thứ hai nó phải bằng nhau thì nó mới chia tiêu được cho nhau chứ. Còn nếu khoảng cách nó không bằng nhau thì đâu chia tiêu được cho nhau. Bây giờ thầy mời một bạn nhá, bạn Nguyên Hạnh, bà giáo Nguyên Hạnh cho thầy biết. Nào bây giờ thầy cho con một điều ước đi, con ước gì? Nguyên Hạnh, thầy cho con một điều ước, con ước gì? Con cứ ước đi. Thật ra là con được ăn pizza. Trời ơi, dại thế. Con đã phí hoài một cái điều ước. Mình ước gì mình có giàu bằng tỷ phú thế giới luôn đấy, lúc đấy. Thầy ơi, nào thầy, cái điều ước đấy có phải thật không thầy? Không, bây giờ không phải điều ước kia làm sao thầy biến đổi được cho các con. Trời ơi, thầy có phải ông bụt đâu. Thầy đang hỏi là các con có điều ước gì với bài toán này. Minh Quân. Em thưa thầy là em có một điều ước là sẽ không có 1 phần 1 ạ. À, ước không có 1 phần 1. Bạn nào có điều ước khác? Quốc Phong, con muốn tử số là bao nhiêu? Con thưa thầy, con muốn tử số là... À, con muốn mẫu số là bao nhiêu? Con thưa thầy, con muốn mẫu số... So sánh với thầy với bài trước nhé. Bài đợt trước thầy cho các con 1 phần 2, cộng 1 phần 6, cộng 1 phần 12, cộng 1 phần 20, cộng 1 phần 30, cộng 1 phần 42. Các con có sự so sánh gì của mẫu số phía trên và mẫu số phía dưới? So sánh gì? Thầy mời Anna nào. Em thưa thầy là mẫu số ở trên nó kém cái mẫu số là hai đơn vị mà hai lần. Mẫu số phía đây này, mẫu số mong muốn nó gấp đôi mẫu số gì? Nó gấp đôi mẫu số mà bài toán cho. Ở bài trước thì chúng ta có một bài toán đó là tử số không mong muốn thì các con biến đổi được rồi. Đây là bài toán mẫu số không mong muốn. Được chưa? Mẫu số không mong muốn, nhiệm vụ của mình phải biến đổi để cho nó về mẫu số mong muốn của mình. Thầy mời bạn Thảo Nguyên biến đổi đi. A bằng gì nào? 1 phần 2 cộng 1 phần 6 cộng 1 phần 12 1 phần 20, 1 phần 30, 1 phần 42. Bây giờ nhân hay chia cho 2? Tôi đã biến đổi từ cái mẫu số không mong muốn trở về mẫu số mong muốn rồi. Chia 2 là sai lầm. Chia cho 1 phần 2. Nhân với mấy? Nhân với 2. Thầy thử nhân nhé. 1 phần 2 thì nhân 2 sẽ bằng 2 phần 2 và bằng 1 phần 1.
Tiếp tục, 1 phần 6 thầy đem nhân với 2 bằng 2 phần 6. 2 phần 6 giúp bạn thầy 1 phần 3. 1 phần 12 thầy nhân với 2 bằng 2 phần 12. 2 phần 12 giúp bạn bằng 1 phần 6. Như vậy, nếu cái phân số phía dưới này tôi đem nhân với 2 thì tôi được phân số phía trên. Lấy phân số phía dưới tôi nhân với 2 được phân số phía trên. Các con nhìn thấy chưa? Chỗ này các con nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa? 1 phần 2 nhân 2 bằng 1 phần 1. 1 phần 6 nhân 2 bằng 1 phần 3. 1 phần 12 nhân 2 bằng 1 phần 6. 1 phần 20 nhân 2 bằng 1 phần 10. 1 phần 30 nhân 2 bằng 2 phần 30 và giúp bạn bằng 1 phần 15. 1 phần 42 nhân 2 bằng 2 phần 42. 2 phần 42 giúp bạn bằng 1 phần 21. Như vậy, cái từ toàn bộ các phân số phía dưới khi nhân với 2 thì sẽ được tương ứng với một phân số phía trên. Vì vậy, muốn cả biểu thức này trở về biểu thức ban đầu thì tôi lấy cả biểu thức này và con đem nhân với 2 là xong. Do you understand? Do you understand? Do you understand? Yes. Ok. Như vậy chúng ta có tới đây rồi nhé. Xong nhé. Xong rồi này. Đây là bài gì? Mẫu số không mong muốn. Nó vẫn là cái dạng toán giao việt nhưng mà mẫu số không mong muốn. Chúng ta biến đổi nó trở về mẫu số mong muốn. Sau đó nhân với 2 để bài toán quay trở lại bài toán ban đầu của chúng ta. Tới đây thì ngon rồi, đúng không? Đây chính là bài toán giao việt này. Đây chính bài toán giao việt này. Thầy mời Hà Phương biến đổi cho thầy nào. A bằng gì? Em đưa thầy 1 phần 1 nhân 2 cộng 1 phần 2 nhân 3 cộng 1 phần 3 nhân 4 cộng 1 phần 4 nhân 5 cộng 1 phần 5 nhân 6 cộng 1 phần 6 nhân 7. Tất cả đem nhân về mấy không? Mẫu 2 trừ mẫu 1 bằng tử. Mẫu 2 trừ mẫu 1 bằng tử. Mẫu 2 trừ mẫu 1 bằng tử. Khi mà mẫu 2 trừ mẫu 1 bằng tử, phân số được biến đổi thành 1 phần mẫu 1 trừ đi 1 phần mẫu 2, được chưa? Thầy mời Lương Nhật Minh biến đổi tiếp cho thầy. A sẽ bằng gì? Minh nào nào, 1 phần 1 trừ 1 phần 2 cộng 1 phần 2 trừ 1 phần 3 cộng 1 phần 3 trừ 1 phần 4 cộng 1 phần 4 trừ 1 phần 5 cộng 1 phần 5 trừ 1 phần 6 cộng 1 phần 6 trừ 1 phần 7 6 mặt nhân 2. Chiến tiêu cho thầy các số giống nhau. Thầy mời bạn Khôi Vịt. Cho thầy 1 phần 2, 1 phần 2, 1 phần 3, 1 phần 3, 1 phần 4, 1 phần 4, 1 phần 5, 1 phần 5, 1 phần 6, 1 phần 6, 1 phần... Đi nốt 1 phần 7 luôn là Khôi đang theo đà, Khôi định gạch luôn 1 phần 7 đây đúng không Khôi? Khôi, đúng không? Lê Minh Vũ nào, biến đổi cho thầy A bằng gì? Là A bằng 1 phần 1 trừ 1 phần 7 nhân 2. Thầy ơi, đây. Con gọi thôi. Sơn Tùng gọi thầy đấy. Bây giờ đến giờ rồi, chờ thầy nghe điện thoại tí nhé. Sơn Tùng à. Rồi. Rồi anh dậy đến 4 giờ xong nhé. Rồi. Đem xe đến đón anh à? Xin chữ ký nữa à? Khen anh đẹp trai à? Rồi nhé. Rồi. Các bạn thông cảm đấy.
Khổ lắm. Tiếp tục trừ cho thầy là. Thầy để em căn giờ nhá. Thầy mời Gia Huy nào trừ cho thầy là 1 phần 1 trừ 1 phần 7 là bao nhiêu? 1 phần 1 chính là 7 phần 7 này. Thế là 1 phần 1 trừ 1 phần 7 là 6 phần 7. 6 phần 7 đúng không? 6 phần 7 con em nhân mấy? 0 không. Thì bằng 10. 10 phần 7. Ok. Đơn giản chưa? Thấy đơn giản chưa? Đây là bài toán mẫu số không mong muốn. Khi mà gặp cái bài toán mà mẫu số không được như mong muốn của mình thì con lưu ý là chúng ta cũng thực hiện cho thầy theo hai bước. Bước thứ nhất là đi du lịch thật xa, bước thứ hai rồi trở về. Đi thật xa rồi trở về. Đấy, nghe bài đấy chưa? Đấy. Vậy thì chúng ta sẽ đầu tiên là chúng ta đi đến địa điểm mong muốn, biến đổi toàn bộ từ toàn bộ mẫu số về đúng mẫu số mình mong muốn. Và mình thấy rằng mẫu số mong muốn nó lớn gấp đôi mẫu số ban đầu. Vì vậy đem nhân với 2 thì bài toán sẽ trở về bài toán ban đầu. Đi thật xa rồi lại nhân với 2 để trở về. Được chưa? Trở về bài toán ban đầu. Và khi đấy thì chúng ta sẽ nhận ra đây chính là bài toán giáp biệt. 1 phần 1 nhân 2, 1 phần 2 nhân 3, 1 phần 3 nhân 4. Và chúng ta dễ dàng biến đổi bài toán này trở về bài toán quen thuộc. Những bạn nào làm đúng bài toán này thả tim trên màn hình. Nếu thầy con có cách giải pháp. Chờ tí. Rồi Quốc Phong nói cho thầy cách giải khác. Con nói thầy là con sẽ biến đổi thành A bằng 1 phần 1 cộng với 1 phần 1 cộng 2 cộng với cộng 1 phần 1 cộng 2 cộng 3 cộng với cộng 1 phần 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng với cộng 1 phần 1 cộng 3 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5 cộng với cộng 1 phần. Bạn Quốc Phong rất thông minh. Bạn đưa về bài toán số 1, số 2, số 3. 1 này, 1 cộng 2 này, 1 cộng 2 cộng 3 này, 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4, 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5, 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5 cộng 6. Quá tuyệt vời luôn, chuẩn luôn. Và khi đấy thì chúng ta sẽ đưa về bài toán số 1, số 2, số 3. Đúng chưa? Đúng chưa? Nhưng mà cách biến đổi này của thầy nó sẽ đơn giản hơn nhá. Vì cách kia sau đó chúng ta lật công thức xong cuối cùng lại vẫn về đây mà. Con hiểu không? Nhá. Thì thực ra thì nó gần giống nhau đấy. Đấy, đúng rồi, bạn Quốc Phong có cái nhìn rất chuẩn đấy. Con rất thông minh đấy. Phải nói là Quốc Phong học lớp 4 rồi nhưng mà chỉ số thông minh của con phải nói là ngang với học sinh lớp 2 chứ không phải ít đâu. Thì thầy là cô của thầy. Vì cái tội. Vì cái tội cậu ý thưa tôi là em thưa cô. Trời đẹp trai thế này cậu ý em thưa cô. Không phải đâu, cô thắng cho thầy ạ. Tóc thầy cứ dài dài thêm một ít là nó kiểu tròn tròn bầu bầu nhìn nó. Thôi. Đừng đừng cần nói quái rồi. Bây giờ bắt đầu cho bài khó này. Các con làm cho thầy giận rồi. Bây giờ thầy bắt đầu cho bài khó đây này. Bài mấy nhỉ? 5 này. A bằng 1, không phải 1 nhân 2, 1 nhân 2 nhân 3.
Rồi, quen không? Quen không? Vừa nãy là 1 cộng 2 cộng 3. Sau đó là 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4. Đúng không? Thì bây giờ lại làm phép tính nhân. 1 phần 2 nhân 3 nhân 4. 1 phần 3 nhân 4 nhân 5. 1 phần 5 nhân 6 nhân 7. 7 nhân 8 nhân 9. Cứ thế thôi. Thầy mới quốc phong nào. Đúng là chỉ số thông minh rất cao thật sự luôn. Bạn ý đã có cách làm rồi thầy mới quốc phong. Một bạn nam của lớp học rất giỏi, con được rất nhiều cái giải thưởng toán quốc tế ấy. Thầy mời quốc phong. Con đang nghĩ ra một thầy. Đâu con giơ tay rồi mà, thầy mời quốc phong. Con không giơ. Con rõ ràng con thế này rồi. Thầy nhìn rõ con thế này rồi, thôi đừng con mà nói. Con có ai đọc đâu. Đấy, thầy nhìn thấy con thế này rồi. Nào con trả lời đi. Rõ ràng thầy thấy con thế này rồi mà. Tôi cho bạn một tràng vào tay để bạn tự tin nào. Rồi, cô Phong rất tốt. Con không dương mà thấy. Yên để tôi nhòm. Tôi nhòm xem ai không thẳng lưng tôi gọi người đấy. Nguyên Hạnh, rất tốt. Nguyên Hạnh. Minh Quân rất tốt. Minh Quân giơ cả hai tay con ạ. Bạn Minh Quân giơ cả hai tay luôn Minh Quân. Đâu em muốn tay. Anh khen bạn khen bà giáo Mạnh mà. Thầy rõ ràng con giơ cả hai tay thế này. Xong là con xoa xoa tay của nhau này để tự tin hơn. Rất tốt. Đâu em còn vỗ tay cho bạn Giáo Mạnh mà. À thế là vỗ tay chứ không phải giơ tay à? Vâng. Thái Linh rất tốt, Thái Linh. Ô, thầy ơi, con đang... Con không giơ tay nhưng mà con không giơ tay nhưng thầy thấy con nhìn thầy đắm đuối, thầy biết ngay là con đã ra đáp án rồi đúng không? Đó, Thái Linh rất tốt. Thầy rất tự hào về con rồi. Rồi, từ tất cả dừng lại. Các con trật tự và nghe bạn Thái Linh bạn phát biểu. Mời Thái Linh. Con người đám cưới để con canh giờ cho thầy. Khi nào thầy đi nào không dùng là con đang giữ thầy mà. À, nghĩa là đang canh giờ cho thầy chứ không phải là để hiểu bài xong giơ tay à? Ê, cứ để người ta hiểu lầm. Rồi bây giờ nhá, rất đơn giản. Các con chưa đủ tinh tế. Bây giờ mình thấy là ở đây 1 x 2 x 3. Đúng không? Thì mình thấy không giống bài tập của mình. Sửa đi. Sửa thành dấu cộng đi. Chỗ này thiếu số 1 đúng không? Sửa đi. Thế là xong. Về bài toán quen thuộc đúng không? Có làm được như thế không? Không, vì đây là nhân mà. Không sửa được, đúng không? Sửa thế cô giáo tét mông ngay. Thế chỉ có một cái đó là... thầy bày cho các con một cách nhé, rất đơn giản. Đầu tiên các con sẽ mua cho thầy một cái pizza nhân hải sản. Các con để lên gần bàn cô giáo cho cô giáo ngửi thấy cái mùi hương của pizza. Khi mà cô giáo đã quá thèm rồi thì mình sẽ nói với cô giáo là: cô ơi, nếu cô chuyển bài toán này thành 1 cộng 2 cộng 3, cái bài toán mà em quen thuộc ấy, em sẽ biếu cô với pizza hải sản này. Thế là cô giáo bảo ok, được, thế là chúng ta có bài tập quen thuộc. Đấy, hiểu chưa? Hiểu cách làm chưa? Thầy cũng nói cho bà cô giáo không đồng ý thì sao thầy? Không đồng ý thì thôi, chấp nhận không điểm đi về. ở cái bài trước em tưởng thầy bảo là SOS được thầy bay đến là đúng rồi, bài khó quá chính xác. SOS
mà thầy có đến đâu. Đúng rồi, các con phải có một cái nút S đó ấy. Bất cứ khi nào các con gặp bài toán khó mà không giải quyết được, bấm S đó ấy, thầy sẽ xuất hiện. Thầy sẽ ai bôn mình. Thầy xuất hiện luôn. Rồi nếu như cô lấy cái cây gỗ thì cô đánh chết. Cô đánh cho thầy ra thầy. Đánh thầy, thầy sẽ hóa thành siêu nhân áo xanh. Thế này sau đó là nhạc nổi lên là thầy chạy. Đấy, hiểu chưa? Thầy thầy là siêu nhân áo đen mà thầy. Không, siêu thầy, đấy không phải là siêu nhân mà đấy không phải là khứa thầy ạ. Khứa áo xanh. Khứa áo xanh này. Bắt đầu hay cứ lạc quan là hay cứ vô tư và lạc quan lên em ơi. Bắt đầu thầy biến thành khứa áo xanh thì chạy luôn. Đấy, thế. Đấy, phải khôn thế chứ. Nào bây giờ nhá. Chúng ta có cái dạng đó là 1 phần 1 nhân 2 này cộng 1 phần 2 nhân 3. Nhưng mà tự nhiên hôm nay cô giáo hứng thú thế nào cô giáo lại cho 1 nhân 2 nhân 3. Bực mình ghê. Thế thì bây giờ làm thế nào? Bây giờ làm thế nào? Làm thế nào để nó trở về dạng toán này? Làm thế nào để nó trở về dạng toán này? Đấy. Cái mục đích của mình là mình phải biến đổi nó về cái dạng toán ra Việt mà mình đã học. Đúng không? Thì mình sẽ nói rõ với cô giáo là: cô ơi, con có học thêm ở trên thầy Khải trên Zoom. Thầy Khải thì thầy Khải con rất đẹp trai. Thì thầy Khải con cũng chưa dạy dạng toán này. Đó, thì bây giờ cách làm như thế nào? Đấy, thì cô giáo sẽ bày cho các con cách. Thôi hôm nay tiện đây thì thầy bày cách trước cho các con luôn nhé. Đây này, các nhìn này. Bước 1 này giống như kiểu thế này nhé. Bài 1 phần 1 nhân 2 hôm trước thầy cũng phải dạy các con rồi. Đó là các con sẽ biến đổi thành 2 trừ 1 phần 1 nhân 2 cho thầy. Đúng không? Sau đó các con tách ra thành 2 phần 1 nhân 2 trừ 1 phần 1 nhân 2 trừ 2 phân số cùng mẫu. Khi đó các con triệt tiêu số 2 nó sẽ bằng 1 phần 1. Trừ đi triệt tiêu 1 thì còn 1 phần 2. Đúng chưa? Đúng không? Trước thầy hướng dẫn con như thế không? Tức là biến đổi tử số để nó trở về một hiệu. Thế hôm nay chúng ta cũng làm như thế. Chúng ta cũng làm như thế. Không có gì khác cả. Cũng làm như thế. Các con cùng biến đổi với thầy này. Dạng toán mới nên thầy sẽ hướng dẫn. 1 biến đổi thành mấy trừ mấy? Không để ý đến 1 nữa nhé. Không để ý đến 1 nữa. Mà bây giờ với bài toán 1 phần 1 nhân 2 thì con cũng lấy số cuối cùng, con trừ đi số đầu tiên. Đúng chưa? Cuối cùng trừ đi số đầu tiên. Thế thì ở đây các con sẽ biến đổi này. Nó sẽ bằng 3 trừ 1. Chúng ta cứ lấy mẫu số cuối và trừ đi mẫu số đầu tiên để trên tử số. Phần 1 nhân 2 nhân 3. Cứ biến đổi như thế đã. Thầy mời Anna biến đổi tiếp. Lấy tiếp 4 trừ mấy? Em sẽ là 4 trừ 2 phần 2 nhân 3 nhân 4. Tiếp đi. Bây giờ là bằng 5 trừ 3 phần 3 nhân 4 nhân 5 cộng trừ 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 cộng cho 10 trừ 8 phần 8 nhân 9 nhân 1. Được chưa? Chúng ta cứ tách thế. Sau khi mà chúng ta lấy, chúng ta biến đổi như thế thì các con thấy rằng tử số, toàn bộ tử số là 2. 3 trừ 1 bằng 2, 4 trừ 2 bằng 2, 5 trừ 3 bằng 2, 10 trừ 8 bằng 2. Bây giờ muốn trở về bài toán thông thường, trở về bài toán ban đầu nhá. Muốn trở về bài toán ban đầu, con phải đem chia cho mấy? Ngọc Danh, chia cho mấy để về bài toán ban đầu?
Lòng danh là chia mấy? Dạ con thưa thầy là chia cho tử số đang là mấy? Con trừ đi. Dạ con. 3 trừ 1 bằng mấy? Là 3 trừ 1 bằng 2. 4 trừ 2 bằng mấy? 2 bằng 2. 5 trừ 3 bằng mấy? 3 bằng 19 bằng 2. Bây giờ tất cả tử số đang là 2 chia mấy để nó về 1? Dạ con thưa thầy là chia 2. Chia 2. Chỗ này những ai hiểu rồi thả tim trên màn hình. Bước này ai hiểu thả tim trên màn hình. Rồi cái bước đi thật sao rồi trở về nhá. Xong nhá. Còn tại sao lại biến đổi thành 3 trừ 1 thì thầy nói rồi. Con cứ lấy mẫu số cuối trừ đi mẫu số đầu. Mẫu số cuối trừ mẫu số đầu. Mẫu số cuối trừ mẫu số đầu. Được chưa? Biến đổi tiếp này, thầy mời bạn Thái Linh. Muốn trừ 2 phân số cùng mẫu đây này. Ta lấy tử số trừ đi tử số và giữ nguyên mẫu số này. À đúng rồi, giữ nguyên mẫu số. Mẫu số là bao nhiêu? 1 phần 2 3 trừ 1 phần 1 phần 1 nhân 2 nhân 3. Muốn trừ 2 phân số cùng mẫu, ta lấy tử số trừ đi tử số và giữ nguyên mẫu số. Như vậy 3 trừ 1 phần 1 nhân 2 nhân 3 thì tách thành 3 phần 1 nhân 2 nhân 3 trừ đi 1 phần 1 nhân 2 nhân 3. Khi đó hai phân số này có cùng mẫu số. Muốn trừ 2 phân số cùng mẫu, ta lấy tử số trừ đi tư số còn giữ nguyên mẫu số. Do you understand? Do you understand? If you stand đúng thì thả tim sai cãi. Đúng thả tim sai cãi. Xong, ok, tiếp tục biến đổi. Hai người là cộng 4 phần 4 này. 2 x 3 x 4 trừ 2 phần 2 x 3 x 4 trừ 5 từ 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 con ơi. Từ từ thôi Thái Linh ơi. Từ từ thôi các bạn mới hiểu được. Bây giờ con được trả cùng chứ thầy. Con thật là độc ác. Con phải hiểu là thầy đang viết chậm lại để cho con đỡ bị giảm cân đấy. 2 x 3 x 4 này. 2 x 3 x 4, muốn trừ 2 phân số cùng mẫu. Ta lấy tử số trừ đi tử số và giữ nguyên mẫu số. Như vậy 4 trừ 2 phần 2 x 3 x 4 tách ra thành 4 phần 2 x 4 x 3 x 1 trừ đi 2 phần 2 x 3 x 4. Thầy mời bạn Hà Phương tách cho thầy cái này. Hà Phương. 5 phần 3 nhân 4 nhân 5 trừ mấy đấy? Trừ 3 phần 3 nhân 4 nhân 5 trừ cộng vân vân 10 cộng chấm cộng 10 phần 8 nhân 9 nhân 10. Phải viết thật bé thì mới đủ. Trừ 8 phần 8 nhân 9 nhân 10. Đóng ở ngoài và chia cho mấy? Chia cho 2. Chia cho 2. Tới đây các con hiểu chưa? Chỗ này hiểu chưa? Chỗ này hiểu chưa? Bây giờ bắt đầu nhá. Chỗ này thầy sẽ gạch bỏ ở trong bài toán này thầy sẽ gạch chéo nhá. Nhưng mà đấy các con lưu ý, đấy là bước chúng ta làm ra nháp nhá. Đấy là bước làm ra nháp, không phải bước làm thực đâu. Làm bây giờ để ý cho thầy này. 3 và 3 gạch này. 1 1 bỏ này.
4, 4 bỏ này, 2 này, 5 này, 3 này, 10 này, 8 này. Lưu ý cho thầy, số nào gạch bỏ nghĩa là gì? Nghĩa là nó không phải nó biến mất đâu nhé. Gạch bỏ chính là bước rút gọn phân số thôi. Ở đây 3 phần 1 nhân 2 nhân 3 thì chúng ta chia cả tử và mẫu cho 3. Khi đó 3 chia 3 bằng 1. 1 nhân 2 nhân 3 mà chia cho 3 thì chỉ còn lại 1 nhân 2 thôi. Khi mà chia cả tử và mẫu cho 3 thì phân số này sẽ được biến đổi thành 1 phần 1 nhân 2. Và lúc đấy thì chúng ta nói là gạch bỏ các thừa số trên tử và dưới mẫu giống nhau. Hay chúng ta nói đơn giản hơn đấy là cùng rút gọn phân số cho 3 thì chúng ta sẽ được phân số này nhé. Cái số gạch bỏ đi chính là cái số chúng ta sẽ rút gọn. Lê Minh Vũ biến đổi cho thầy sẽ bằng gì nào? Con rút gọn cho thầy đi. Ba chia ba bằng mấy? Một phần một nhân hai nhân ba. Một nhân hai. Ba gạch rồi mà, ba chia cho ba, ba rút gọn cho ba rồi mà. Minh Vũ nhìn thấy không? Có. Trừ đi gì nào? Trừ 1 phần 2 nhân 3. Tiếp. Trừ cộng chứ? 1 phần 2 nhân 3. Trừ 1 phần 3 nhân 4. Cộng 1 phần 3 nhân 4. Trừ 1 phần 4 nhân 5. Cộng chấm chấm chấm. Cộng 1 phần 89. Trừ 1 phần 9 nhân 10. Và đây chia mấy? Chia 2. Chia 2. Tới đây chúng ta sẽ thấy là có những phân số giống nhau, y xì đúc, y xì đúc luôn. Thầy mấy phương hà nào? 1 phần 2 nhân 3 và 1 phần 2 nhân 3, con nhìn thấy chưa? 1 phần 2 nhân 3 trừ 1 phần 2 nhân 3 là hết, đúng không Phương Hà? Phương Hà nhìn thấy chỗ này không? Nam Phong nhìn thấy chỗ này không? 1 phần 2 nhân 3 trừ 1 phần 2 nhân 3 nhìn thấy chưa? Nam Phong nhìn thấy chưa? Vâng. 1 phần 3 nhân 4 trừ 1 phần 3 nhân 4 nhìn thấy chưa? Vâng. Tương tự như vậy, 4 nhân 5 khử 4 nhân 5, 5 nhân 6 khử 5 nhân 6, cuối cùng 8 nhân 9 khử 8 nhân 9. Giống như bài toán cơ bản về ra biệt, tức là gạch bỏ toàn bộ những số ở giữa, chỉ còn lại số đầu tiên và số cuối cùng thôi. Chỉ còn lại số đầu tiên và số cuối cùng thôi. Thầy mời bạn Ngọc Danh nào, sẽ bằng gì? Dạ con thưa thầy là bạn A bằng mở ngoặc 1 phần 1. Chỗ này biến đổi luôn, 1 x 2 bằng 2 đi. Dạ. 1 phần 2, 2 1 phần 9, 10, 90 và chia cho hoặc chia cho 2. Quy đồng mẫu số đi. Quy đồng mẫu số đi. Nguyệt Ánh quy đồng cho thầy nào, lấy mẫu số chung là 4, là 90 đi. Thì chỗ này là sẽ là 90 chia 2 bằng 4, 45 này đúng không? Thì con sẽ biến đổi thành 45 phần 90 trừ đi 1 phần 90 là bằng 47. Bốn mươi bốn phần 90 đúng không người này? Dạ. Bây giờ các em chia cho mấy? Bây giờ mình chia cho 2. Bằng bao nhiêu? Bằng 22 phần 9.
10. 22 phần 90. Các con kiểm tra lại đáp án đi. Các con nhìn thấy chỗ này chưa? Kiểm tra lại đáp án rồi nè. Thái Linh có ra đáp án này không? Thái Linh ra đáp án này không? Con nghĩ ra nhưng mà thầy làm đến một nửa là con nghĩ ra đáp án gì nhỉ? Ừ, thầy có ra đáp án 22 phần 90 không? Con chưa kịp lúc vào, con chỉ ra 44 phần 90 cô. 22 phần 90, 44 phần 90. 22 phần 90 và rút gọn bằng 11 phần 45 đúng không? Đúng không Thanh Phong? Vâng. Thanh Phong ra kết quả này không? Ừ nhá. Vậy thì tổng kết buổi hôm nay chúng ta được học những gì nào? Thứ nhất, chúng ta được làm quen với dạng bài tập đấy là nó là bài toán giáp Việt nhưng mà cái hình thức của nó thì không giống đúng không? Chúng ta làm quen với dạng bài tập mà mẫu số của nó là tổng của các số tự nhiên liên tiếp. Khi đấy chúng ta sẽ biến đổi tổng các số tự nhiên liên tiếp thành tích của các số tự nhiên, đúng không? Từ đấy chúng ta chuyển nó về bài toán giáp Việt. Các con được làm quen với dạng bài tập số 4 là bài tập mẫu số không mong muốn. Và khi mẫu số không mong muốn, chúng ta sẽ đưa về bài toán mẫu số mong muốn, sau đó có thể nhân hoặc có thể chia với một số tự nhiên nào đó để đưa bài toán trở về bài toán ban đầu. Được chưa? Dạng bài tập thứ 3 thầy mới giới thiệu qua cho các con thôi. Đấy là dạng bài tập mà trên tử là một số tự nhiên nhưng dưới mẫu số là tích của các số tự nhiên khác. Tích của 3 số tự nhiên nhé. Hôm trước thì chúng ta mới học bài tích của 2 số tự nhiên thôi. Tích của 2 số tự nhiên thôi. Đó là 1 x 2, rồi 2 x 3, 3 x 4. Thì hôm nay chúng ta học cái bài mà tích của 3 số tự nhiên. Thì các con lưu ý cho thầy đó là cách làm ở đây là gì? Để áp dụng với những bài tập khác. Đó là chúng ta sẽ biến đổi cái tử số này. Đầu tiên chúng ta sẽ biến đổi tử số trở về cái dạng đó là mẫu cuối trừ mẫu đầu chia cho mẫu. Mẫu cuối trừ mẫu đầu sau đó chia cho mẫu. Sau đó được kết quả như thế nào thì chúng ta nhân hoặc chia để nó trở về bài toán ban đầu. Được chưa? Thì lưu ý cho thầy nhé. Tách tử số thành gì? Mẫu cuối trừ đi mẫu đầu. Đấy, và từ đấy chúng ta biến đổi. Và nó cũng giống hệt như bài toán về gì? Giống như hệt như bài toán giáp Việt. Thì sau khi biến đổi nó sẽ xuất hiện các số giống hệt nhau. Con nhìn thấy chưa? Nó sẽ xuất hiện các số giống hệt nhau đây này. Nhìn thấy chưa? Các số giống hệt nhau. Và các số này có thể triệt tiêu cho nhau để về không. Và từ đấy thì chúng ta chỉ còn số đầu trừ số cuối thôi và chia cho 2, đưa nó về bài toán giáp Việt. Đúng, đây gọi là bài toán giáp Việt. Giáp Việt gì nhỉ? 3 thừa số dưới mẫu, 3 mẫu số. Đợt trước là chúng ta học giáp Việt 2 mẫu số. Thì đây là bài toán giáp Việt 3 mẫu số. Và buổi tới thì thầy sẽ ôn tiếp cho các con một buổi về các bài toán nâng cao thuộc dạng toán này. Và ôn kỹ hơn về cái dạng bài tập này nhé. Ôn kỹ hơn về dạng bài tập này. Nhưng để hiểu được thì đầu tiên các con phải tự làm đã nhớ. Tối nay thầy cho bài tập về nhà và các con phải hoàn thành luôn cho thầy nhớ, phải hoàn thành tốt bài tập về nhà. Thì buổi sau thầy giảng các con sẽ hiểu hơn. Ok. Bye bye cả lớp, hẹn gặp lại vào chiều mai. Chiều mai chúng ta học tiếng Việt nhé. Xin cảm ơn các em đã theo dõi video. Nếu các em muốn học với trọn bộ bài giảng kèm theo phiếu bài tập cùng chương trình giải bài miễn phí
với học phí hết sức tiết kiệm chỉ có 500.000 đồng một năm thôi, thì các em vui lòng đăng nhập vào trang web thầylêquangkhải.com hoặc các em có thể Zalo trực tiếp cho thầy theo số điện thoại 0943734664 để đăng ký nhé. Xin chào toàn thể các em, chúc các em học tốt.